sơ lược về quy trình chế biến, các bước chế biến hai loại phô mai, đây là nó phù hợp với hai loại phô mai là hard và semi hard, là cứng và bán cứng. Nguyên liệu tất nhiên là sữa. Sữa khi mình nhập vào nhà máy sữa tươi mà chưa có chế biến liền thì mình phải làm xử lý nhiệt nhẹ rồi mới bảo quản tiếp trước khi chế biến. Tại sao làm xử lý nhiệt nhẹ? Mình xem lại chương 6 nha. Sau đó là thanh trùng. Thanh trùng, mục đích của thanh trùng là gì? Đầu tiên là tiêu diệt vi sinh vật gây hư bệnh, gây bệnh chủ yếu là cái tế bào sinh dưỡng của nó để tạo sản phẩm an toàn. Rồi ngoài ra là tiêu diệt phần lớn vi sinh vật gây hư hỏng để kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm. Đó là mục tiêu của thanh trùng. Và ở đây thì có cái option là có một số cái bước xử lý khác, có nhà máy sử dụng, có nhà máy không sử dụng. Ví dụ như bacteriophagation hoặc microfiltration. Bacteriophagation mình học rồi trong cái phần ly tâm. Đây là ly tâm để tách bào tử vi sinh vật. Còn microfiltration là vi lọc. Lọc nhưng mà cái màng lọc nó có cái lỗ rất nhỏ, nó có thể giữ lại vi khuẩn, nó có thể giữ lại bào tử vi khuẩn. Giữ là một phần đáng kể vi khuẩn và bào tử vi khuẩn. Và khi mình giữ được bào tử như vậy, hoặc là khi mình ly tâm mình tách được bào tử như vậy, thì quá trình sản xuất sau đó người ta không cần thêm phụ gia là muối diêm. Sorbitol là muối diêm hay là phụ gia tương ứng. Muối diêm là NO3 đó. Muối natri của nitrat của natri hoặc kali. Và người ta thêm cái phụ gia này để làm gì? Để ức chế vi sinh vật sinh bào tử, Clostridia chẳng hạn. Đó. Nhưng mà nếu mà người ta có ứng dụng bacteriophagation hoặc microfiltration thì khỏi cần dùng cái phụ gia này. Nghĩa là quy trình sản xuất nó theo hướng tự nhiên hơn, xanh hơn. Sau khi thanh trùng, ở đây mình có đến cái bước chuẩn hóa hàm lượng béo. Thì cái kem dư sẽ cho ra đây. Còn khi mình đã chuẩn hóa hàm lượng béo xong rồi, mình đến cái bước là tạo cục đông, cơ manufacturer. Muốn tạo cục đông thì phải thêm vào tác nhân gây đông tụ. Trong sản xuất phô mai thì tác nhân đông tụ thường gặp đó là enzyme rennet. Ngoài ra như hồi nãy mình có đề cập sơ lược, người ta cũng có thể có thêm cái bước lên men bằng chủng khởi động, tức là vi khuẩn sinh axit lactic để giảm một phần pH để dễ đông tụ. Và người ta có thể có sản phẩm, có rất là nhiều sản phẩm chế biến phô mai người ta cũng có bổ sung canxi clorua. Canxi clorua khi nó hòa tan, nó phân ly trở thành canxi 2 cộng, nó sẽ liên kết được gốc trừ của protein. Cái nhóm trừ của protein nó lôi các protein lại với nhau, có nghĩa là nó tạo sự liên kết hay là nối kết đông tụ của protein lại. Mình bữa cái lúc mà mình học cái cơ chế mà gây đông tụ casein đó, mình học đông tụ do axit, đông tụ do rennet, cũng có giải thích sơ sơ là đông tụ do muối khoáng, cồn cũng có thể đông tụ, nhưng mà cồn thì chủ yếu ứng dụng ở trong thí nghiệm hơn là trong sản xuất. Rồi khi mình có cục đông rồi thì mình cho vô khuôn để ép, hoặc là tiền ép. Tiền ép là ép trong cái ép sơ ở trong cái bồn mình làm đông tụ á, trước khi mình cho vô khuôn. Modin là đổ khuôn. Đổ khuôn xong bắt đầu mình ép. Ép để làm gì? À, nó chảy, nó rỉ cái que ra. Ở đây nếu mình làm tiền ép trước thì mình cũng đã chảy ra một phần que là phụ phẩm. À, rồi phụ phẩm của quá trình sản xuất phô mai. Ở đây khi mình ép, ép xong làm gì nữa? Là mình xuống đến cái bước ướp muối, brining, là người ta nhúng ở trong dung dịch có một hàm lượng muối nhất định, có bước ướp muối. Sau khi ướp muối xong là đến cái bước ủ chín, ripening, ủ chín để có những thay đổi về hóa sinh, những thay đổi về vật lý nhất định để tạo ra sự đặc trưng cho từng sản phẩm. Thì sau quá trình này thì sản phẩm sẵn sàng cho quá trình mà bước tiếp theo là phân phối và bán đến tay người tiêu dùng. Ở bên phải đây nè, là nó quy trình nó khác biệt chút xíu để sản xuất cái phô mai gọi là phô mai cheddar. Phô mai cheddar là phô mai có nguồn gốc từ UK, từ Anh Quốc.
À, thì người ta làm theo cái bước gọi là chat daring. Sau khi người ta đông tụ xong cái bước này, có nghĩa là nguyên cái khối đông tụ lớn như vậy người ta chồng lên nhau, và cái độ nặng chồng lên nó tự nó rỉ cái que ra. Ồ, tự nhiên ha, khi nó đạt một độ khô nhất định là người ta sẽ xay, milling là xay. Xay xong rồi cũng có ướp muối, nhưng mà ở đây là ướp muối khô. Trường hợp bên trái này là ướp muối ướt, là ngâm trong dung dịch muối. Này trường hợp ướp muối khô là trộn muối vào một tỷ lệ nhất định, xong rồi cũng cho vô khuôn, cái khuôn đặc biệt của loại phô mai này, và ép. À, ép xong thực hiện bước ủ chín. Ok, mình sẽ đi giải thích sơ lược một vài bước thôi, những cái nào mình đã học rồi thì mình sẽ lướt qua nha. Nguyên liệu chính để sản xuất phô mai là gì? Tất nhiên là sữa. Sữa phải đảm bảo về chất lượng, đặc biệt là về mặt hóa học, về mặt vi sinh vật. Nếu như mà nó nhiễm vi sinh vật cao quá thì mình phải xử lý nhiệt cao. Mà xử lý nhiệt cao á, là nó sẽ gây biến tính que. Mình học trong phần trước rồi, khi mình xử lý nhiệt cao nó gây biến tính que, cụ thể là beta lactoglobulin đó, nó sẽ tạo phức, tạo cầu nối disulfur với K3 casein. K3 casein là cái protein trên bề mặt của cái mi-sen này đó, nó tạo phức như vậy, nó làm cho cái enzyme rennet khó tấn công vào cái vị trí này. Mình học phần cơ chế đông tụ giữa enzyme rồi, enzyme rennet nó phải tấn công được vào vị trí này và nó cắt cái khúc ưa nước này ra, nó làm cho phần còn lại của mi-sen trở nên kỵ nước và đông tụ, tránh nước cho nên nó đông tụ. Nếu mình xử lý nhiệt ở mức cao thì khả năng thủy phân của rennet sẽ bị giảm lại. Nguyên liệu thứ hai quan trọng là enzyme rennet, tên khoa học của nó là chymosin. À, gen chymosin, nguồn gốc là nó bắt nguồn từ bao tử của con bò con. Con bò à, khi còn mới sinh ra đó, thời gian đầu người ta có thể thương mại nó ở dạng dung dịch hoặc là dạng bột khô. Cái bây giờ nếu người ta lấy enzyme này mà chỉ từ bao tử của con bò con không á thì nó không đủ, cho nên người ta có thể sản xuất từ vi sinh vật, nuôi cấy vi sinh vật để tạo ra, hoặc là các enzyme có nguồn gốc thực vật, ví dụ như từ đu đủ, từ trái cây họ thấy dứa vân, có những enzyme tương ứng. Rồi có chủng khởi động, một số phô mai thì không tất cả phô mai nha, thì người ta trong cái bước tạo cục đông nó có sử dụng lên men trước một mức độ nào đó thì có dùng chủng khởi động. Nhưng chủng khởi động thì khi nó phát triển nó sẽ tạo ra axit hữu cơ làm giảm pH, mà giảm pH tức là giảm độ hòa tan của casein, tức là tăng cái tính đồng tụ của nó sẽ dễ đồng tụ hơn. Và muối canxi clorua biết rồi, mình bổ sung cái này vào để cũng tăng tính tạo đồng tụ, dễ tạo đồng tụ. Muối diêm, muối diêm là muối kali hoặc muối natri của NO3. Mục đích của muối diêm sử dụng là gì? Để ức chế vi sinh vật mà tạo bào tử, ví dụ có nhóm Clostridia này nè. Cái nhóm này là nhóm lên men trễ, late fermentation. Mình gặp ở đâu đó, có thể là chút xíu mình gặp là một cái từ nữa, late fermentation, hoặc nó gọi là late bloom, tức là nổi khí trễ hoặc là lên men trễ. Tức là trong cái giai đoạn người ta ủ chín đó, những cái tháng cuối, nếu như cái chủng này nó bị vi sinh vật nhóm này nhiễm nhiều quá thì nó sẽ nảy mầm, nó phát triển, nó tạo khí, nó tạo khí giai đoạn cuối của trình ủ chín và nó làm nứt, làm rạn cái cấu trúc của phô mai. Đó là điều không mong muốn, cho nên người ta thêm cái muối này, cái phụ gia này để ức chế. Người ta thêm nitrat, thật ra là nitrat cái tính ức chế nó không có mạnh, nhưng mà nitrat trong quá trình người ta ủ như vậy thì nó sẽ được chuyển thành nitrit, đặc biệt là có vi khuẩn sinh axit lactic nữa ha, hoạt động nữa, thì nitrat nó sẽ được chuyển qua nitrit. Chính cái nitrit này là mới thành phần có tính kháng nhóm Clostridia rất mạnh. Ở trong các sản phẩm thịt, ví dụ ham, ướp thịt, người ta cũng thường dùng nitrit và nitrat để ức chế nhóm vi sinh vật này.